Blank Beats Production. Năm ngôi sao cống hiến cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất ở tuổi 30. Dưới đây là danh sách 5 cầu thủ tích cực ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp độ quốc tế tại độ tuổi 30. Số 5, Luis Suarez đóng góp 71 bàn thắng. Ngôi sao của Atlético Madrid, Luis Suarez có trận đầu tiên cho Uruguay vào tháng 2 năm 2007. Kể từ đó đến nay, anh là trụ cột của đội tuyển quốc gia và đang ở năm thứ 15 ăn cơm tuyển Uruguay. Ở tuổi 30, Suarez đã góp mặt trong 71 bàn thắng cho đội tuyển Uruguay. Anh đã có 49 bàn thắng và 22 pha kiến tạo cho đội bóng của mình ở tuổi 30 và đã ghi bàn ở hai kỳ World Cup và Copa America. Anh được vinh danh là cầu thủ hay nhất giải đấu khi Uruguay vô địch Copa America 2011 tại Argentina. Suarez là một trong những tiền đạo mang tính biểu tượng nhất Nam Mỹ trong những năm gần đây. Cựu cầu thủ của FC Barcelona và Liverpool là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất cho Uruguay. Cầu thủ 35 tuổi gần đây đã dẫn dắt Uruguay đến vòng chung kết FIFA World Cup lần thứ tư liên tiếp. Số 4, Cristiano Ronaldo, đóng góp 74 bàn thắng. Cristiano Ronaldo là tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Anh cũng là tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Anh có trận ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2003 sau khi chuyển đến Manchester United từ Sporting Lisbon. Ronaldo đã thường xuyên được gọi lên tuyển kể từ khi còn là một thiếu niên. Ở tuổi 30, Ronaldo đã đóng góp trực tiếp vào 74 bàn thắng cho Bồ Đào Nha sau 12 năm thi đấu quốc tế. Anh đã có 55 bàn thắng và 19 pha kiến tạo và đã xuất hiện trong 6 giải đấu lớn cho đất nước của mình. Ronaldo ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên ở vòng bảng Euro 2004 vào lưới của Hy Lạp khi mới 19 tuổi. Ronaldo đã trở thành một biểu tượng thời hiện đại ở quê hương Bồ Đào Nha. Ngôi sao của Man United đã dẫn dắt đất nước của mình đến vinh quang từ Euro 2016 và UEFA Nations League vào năm 2019, danh hiệu đầu tiên và thứ hai của họ từ trước đến nay. Số 3, Romelu Lukaku, đóng góp 81 bàn thắng. Tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 16. Trước sinh nhật lần thứ 17, anh đã giành được chiếc giày vàng ở giải vô địch quốc gia Bỉ khi chơi cho Anderlecht. Anh đã ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2010 trước khi sinh nhật lần thứ 17 của mình và đã trở lại đều đặn kể từ đó. Năm nay 28 tuổi, Lukaku đã trực tiếp góp công vào 81 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi 68 bàn và thực hiện 13 pha kiến tạo cho Bỉ kể từ khi lên tuyển. Anh đã thi đấu cho đội tuyển Bỉ trong 4 giải đấu lớn trong sự nghiệp của mình cho đến nay. Lukaku là tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Bỉ và đã ghi 20 bàn trong 20 lần ra sân gần nhất cho đội bóng này. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 3 tại World Cup 2018 khi Bỉ cán đích ở vị trí thứ 3. Số 2, Lionel Messi, đóng góp 95 bàn thắng. Lionel Messi ra mắt đội tuyển quốc gia Argentina vào năm 2005 sau khi dẫn dắt đội U20 đến với vinh quang World Cup vài tháng trước đó. Messi chỉ mới 18 tuổi khi có trận ra mắt đội tuyển Argentina. Messi đã đóng góp tới 95 bàn thắng cho Argentina khi anh bước sang tuổi 30. Anh đã có 61 bàn thắng và 34 pha kiến tạo cho đất nước của mình sau 12 năm thi đấu quốc tế. Messi đã chơi 6 giải đấu lớn cho Argentina khi anh 30 tuổi. Messi hiện là tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Argentina và là tay săn bàn kỷ lục trong lịch sử Nam Mỹ. 81 bàn thắng của anh cho Argentina, chưa có cầu thủ nào trong lịch sử ghi bàn cho bất kỳ quốc gia Nam Mỹ nào có thể sánh được. Messi đã dẫn dắt Argentina đến với vinh quang tại Copa America 2021, danh hiệu lớn đầu tiên của họ kể từ năm 1993. Số 1, Neymar, đóng góp 120 bàn thắng. Neymar là một trong những cầu thủ bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế của Brazil. Giống như Messi và Ronaldo, tiền đạo của PSG đã là một ngôi sao cho đất nước của anh ấy từ năm 18 tuổi. Neymar trở thành một cầu thủ quốc tế vào năm 2010 sau khi trở thành một ngôi sao ở Brazil. Tiền đạo ghi bàn trong trận ra mắt Brazil vào tháng 8 năm 2010, chân sút 30 tuổi đang khoác áo PSG đã có trong tay 120 bàn thắng cho Brazil kể từ khi ra mắt khi anh còn là một thiếu niên. Anh đã đóng góp 71 bàn thắng và 49 đường kiến tạo cho Seleção kể từ năm 2010. Tính đến nay, Neymar đã góp mặt ở 6 giải đấu lớn cho Brazil trong sự nghiệp của mình. Neymar đã ghi số bàn thắng nhiều thứ hai trong lịch sử Brazil và chỉ còn cách kỷ lục 77 bàn của Pelé có 6 bàn thắng. Anh đã giúp Brazil vượt qua vòng loại World Cup 2022 tại Qatar mà chưa thua trận nào.